thì hồi nhỏ là nói chung là dẫn nó đi là ra đường là cái bằng nó không dám ngước mặt lên luôn, tại vì đi tới đâu là con nít nó chạy theo, nó kêu yêu quái không à, đó với lại chị bắt giới nó để riết. Nhưng mà hồi nhỏ nó can đảm lắm, đi tới đâu cũng đòi đi hết á, đi chợ đi búa đi đi đâu cũng 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 đòi theo. Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức, ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và gần như hơn một năm rồi, mình quay trở lại thăm em Tiến. Em Tiến thì bị có rất là nhiều khối u ở trên người, nhưng mà đợt này thấy ốm đi nha. Ngồi tiếng ngồi ghế đi em. Ngồi không được chị, Ngồi không được hả? chân yếu lắm. Chị nằm đây. Ủa vậy hả? Đi không được. Đây nè, cô chị nằm ở thôi đây hả? Đó, trời le hết. Ở đợt này sao mà khối u đã mất hết rồi cô cắt 12 lần rồi đó. Cắt. Giải phẫu 12 lần và bác sĩ chê. Rồi bây giờ mấy cái này nó càng ngày nó càng to nè. Nó. Có thể lấy cái áo ra cho con xem thử cái lưng của nó. Dính mủ hả? Ừ. Hôm trước khi mà tới á, cái hình của Tiến nó nhiều khối u. Một đống khối u bự như thế này nè. Mà sau đợt này Được chưa? mình cắt rồi. Ồ. Cắt em. Chắc đau lắm ạ. Các bạn em bị yếu quá những dấu cắt đây đi đi đó, vậy nó lỡ ra nè, lỡ lỡ nó lỡ bên này nó lành nè, lỡ chứ không điền nó cục ở dưới đây nữa nó lành. Bây giờ ở đây nữa rồi, nằm xuống ấy, Tiếng ơi, em nằm xuống ấy, cho nó khỏe. Cái chân á bị yếu cho nên là nó rút lên chứ không phải là ai. Hồi đó thì cháu nó vẫn thẳng như mình được. Chị được mấy người con chị? Dạ hai đứa. Em này là con đầu hả? Dạ con thứ hai. Đó, bây giờ mọi cái vệ sinh đều là mẹ làm hết. Tắm rửa, đi vệ sinh này kia giặt giũ, nó chỉ đứng như cây sào với nó chỉ nằm thôi. Thì bây giờ đó cái đầu như cái rừng đó, bây giờ đi chở đi hớt tóc cũng không được. Sao vậy? Nó ngồi xe không được. Hơi khó khăn. Mà kêu taxi á thì phải phải ôm nó ngang ở chỗ này rồi bắt đầu hai cái chân nó ai ấy nó vô được, chứ nó cúi xuống như mình thì nó xe mà xe 7 chỗ nó cao cao thì nó vô nó dễ, còn xe mà nó thấp thấp quá nó vô nó hơi khó. Như là em có nói chuyện với mình là được bình thường không vậy? Nói chuyện bình thường được, cái miệng nó nổi cả trong miệng nó luôn. Nổi trong miệng. Bây giờ cái miệng nó chỉ hả được cái Em đó, hạ ra cho anh coi chứ thử. ăn cái gì mà to to vô là không có được nữa. Trong trên này có khối u không cái cô? khối u đó là cắt 7 cục luôn, là cắt hết rồi đó. Con nhớ hôm trước á, là con ghé con thăm á, là khối u chỗ này nè, dít 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 dít, rồi thậm chí nó nghe là mũi cũng rất là bự. Đợt này thì vô cũng bất ngờ, thứ nhất là ốm nè, cái thứ hai nữa là mất đi rất là nhiều khối u, 12 lần, 12 lần mổ. Rồi chi phí thì sao vậy cô? Chi phí thì hồi nhỏ thì mình tốn đó, còn còn khoảng năm 2012 á là có bên bệnh viện người ta liên hệ với nước ngoài á, rồi cứ một năm đoàn nó về 3 lần rồi đưa cháu lên đi đầu hai mổ, với đó là lại không tốn tiền. không tốn tiền chứ mình đi bảo hiểm thì Dạ. mình được hưởng 80, Dạ. còn mình trả 20. Dạ. Còn mấy lần mà mổ ở Việt Nam thì bên Chợ Rẫy đâu thì mình phải tốn tiền. Mỗi khi thì mình tốn, nói chung là tốn cũng vài triệu thôi, nhưng mà nó không có bằng cái mình bồi dưỡng cái cháu một lần đi mổ về. Có lần cuối cùng là cháu nó học tới lớp 11, là tính mổ về là đi đi thi đó, thi để lên lớp 12. Rồi thì đó là sự cố nó chết trên bàn mổ luôn. Đó rồi bác sĩ cấp cứu đó, rồi bây giờ bác sĩ chê luôn nha. À, chết lên bằng mổ luôn rồi cứu được. Dạ. Thì mấy ông nói đi mổ nhiều quá rồi thôi giờ không có mổ cho cháu được nữa, Dạ. rồi thôi chỉ về sau là không có cho cháu mổ nữa, là về nhà lấy thôi. Rồi bắt đầu về và tay chân nó hồi đó thì nó thẳng ra như mình vậy nè, mà riết bây giờ nó di chứng á, cũng hỏi bác sĩ nước ngoài giờ có phương cách nào để cho cháu nó cái tay chân nó ấy, nhưng mấy ông nói là mổ nhiều quá cái bệnh nó di chứng rồi, bây giờ nó rút tay vô, tay nó rút vô hết rồi. Rồi cái chân rồi đã đi cũng thẳng như mình, bây giờ nó cũng rút vô luôn, đi hỏng giò lên luôn.
rồi chỉ ngồi đứng như cây sào vậy thôi, chứ còn ngoài ra nó rớt cái gì nó cũng có lụm được. Đi mua nước mà nó rớt ở ngoài đường mà nó đá chai nước tự đó nó rớt tới trong nhà là kêu mẹ lụm giùm thôi, chứ còn ngoài ra không có được. Mà mấy cái móng tay rồi là nó nổi lên hết. Có trong cái kẽ này có kẽ khối u luôn á chị Tưởng. Đó, nó còn nó khổ lắm. Đó chị này. Em nói chuyện được không? Dạ được. Dạ được hả? Nhớ nhớ anh không? Nhớ anh. Nhớ hả? Hôm nay thì anh Lê Nguyễn có đi được. Có anh đi thăm thôi à. Đợt trước á anh Lê Nguyễn anh dặn em cái chuyện đó là anh tặng sách mà em có đọc. Nhớ không? Dạ. Anh dặn cái chuyện đó. Không sách đâu. Tại sao không đọc sách? Em có điện thoại nữa, em cũng lên điện thoại. Nhưng mà đọc sách là hay hơn là đọc điện thoại. Anh làm gì làm cho anh có điện thoại anh vẫn rèn cái chuyện đọc sách. Cố gắng đồ sách vở đọc đi cho nó giết thời gian, xài điện thoại nhiều cũng không tốt. Bị như thế này chị, chỉ có đi từ cái giường này đi ra cái võng rồi vào ra vào ta không bước ra được ngoài kia luôn. Đi ra ngoài kia đường nhưng mình ít đi lắm, tại vì bạn bè thì không có, tụi nó đi học hết rồi đó. Giờ chị ở nhà mà nằm lâu lâu bạn mới về mới chơi hôm qua đây rồi biết đi chưa rồi đó. Bây giờ em còn bao nhiêu người bạn? Còn 2-3 đứa rồi. 2-3 đứa vẫn giữ liên lạc, vẫn nói chuyện bình thường. Một lần mà tụi nó ấy là tụi nó đi trên đó về là tụi nó ghé vô nó thăm nó qua đi chơi. Hôm qua là nó qua nó chơi rồi biết bữa nay chủ nhật rồi thì chắc nó đi rồi, đi chưa đó nữa. Cái tên mà Trương Bắc Giới là hồi xưa là ai là người đặt cho cháu ta? Trương Bắc Giới hả? Là rồi nghe cả bản thân cô là mẹ nghe mọi người đặt tên con mình cái tên nó như vậy thì cô có lúc đó con nghe cô buồn lòng không? Chứ thì hồi nhỏ là nói chung rồi dẫn nó đi là ra đường là cái bằng nó không dám ngước mặt lên luôn, tại vì đi tới đâu là con nít nó chạy theo nó kêu yêu quái không mà đó, với lại chưa bất giới nó để riết. Nhưng mà hồi nhỏ nó can đảm lắm, đi tới đâu cũng đòi đi hết á, đi chợ đi búa đi đâu cũng đòi theo đó. Nên mình cũng nói là thôi cậy dẫn cháu nó đi để cho nó hòa đồng, để cho mọi người biết nó riết nó quen, hiểu chưa? Chứ còn nếu mình để nhà lâu lâu mình dẫn ra là mất công rồi, mà người ta thấy lâu lâu lạ người ta thấy đó, nên cứ đi đâu là cũng dẫn đi theo đó. Rồi đi học đi đồ, chứ đi học đồ không cho học đó, ra trường sinh không cho học, rồi rốt cuộc cũng đấu tranh riết đó, bắt đầu được đi học. Nhưng mà học ngon lắm, học giỏi lắm, học tới lớp 11 luôn, học trường điểm Nguyễn Du ở trên kia luôn, mấy thầy cô thương lắm. Bây giờ nó dạy là lên rút hồ sơ về mấy cô không cho, mấy cô cứ đấy để đi để cái mốc nó bớt thì đi lên học, mà nó càng ngày nó càng nặng, đâu có học được nữa. Bây giờ chịu thôi, bây giờ lo cái miệng của nó này nè, nó ăn uống hơi khó đây, cái cục của nó trên miệng nó càng ngày nó to ra, mấy mốc sợ nó không được, cái miệng nó cứng cơ hết rồi, nó bị hả ra có tí xíu thôi. Như tay em bị co lại hả? Bị rút lại hả? Cho lúc nào anh thấy lúc nào cũng căng lại như này. Bây giờ em thẳng nó được không? Thẳng thẳng cố gắng thẳng thử anh coi thử. Ủa? Cứng luôn rồi. Trời. Là không được luôn, cứng rồi. Sao không được? Nó mới rút đây sao em? Mấy năm nay. Vậy đó hả? Càng ngày càng rút lại. Rồi, nó ảnh hưởng người ta. Rút nó bị di chứng, bác sĩ nó là di chứng. Nhưng mà hồi mà cháu bị co rút cái đợt mà bị coi như là chết trên bàn mổ á. À nó rút lại vậy thôi, nhưng mà tay chứ cái bàn tay mình còn cử động được. Còn cử động được. Cái tay bên này em lấy ra được. Rút luôn đó, đó chị thấy chưa, mổ rồi đây mà. Bây giờ nó vậy nè, đó. Quá trời mổ ta. Mổ rồi đây, hai bên là mổ rồi đây. Mổ rồi thương ơi. Nhưng mà rút vào tay cử động rồi. Rồi cái đầu nó hồi đó là dài không nè. Cái cục này nó ra đầu tiên. Cố gắng đi mặt vô con. Nó không ấy, nó chỉ cần vô đây thôi. Đó. Chị đi được trong sọ nhiều lắm. Mỗi lần hai mẹ con lên trên Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh thì xe có ai tài trợ không? Mình đi xe tự túc mà. Thuê xe? Không. Hồi đó thì nó ngồi nó ấy thoải mái được thì mình cứ đi xe đò thôi. Còn bây giờ? Bây giờ thì bác sĩ chê rồi ở nhà thôi. Cái này bác sĩ nói là bệnh gì? U sợi thần kinh. Mọi căn bệnh mà liên quan tới cái sợi thần kinh đó, nó khiến cho cái da điều tiết không tốt. Chỗ nào mà ăn bao nhiêu độc tố nó sẽ thành cái khối u mọc lên. Hôm trước thì ở dưới Ba Tri Bến Tre thì có cái chú gọi là chú Nam Điền. Khối u, ngàn khối u luôn á. Nhiều lắm. Dạ. Cái này nó mấy
loại lần chứ không phải nó một loại. Có người thì nó không có to nhưng mà nó chỉ chút vừa ngạt hết người luôn đó, ở trong bình giả cũng có đó. Còn có nhiều người thì nó lòng thòng đầy hết luôn, nó như cái bơ vậy đó. Cái này bây giờ là khối u nặng bự nhất của Tiến là nằm ở phía bên này, phía bên này à, cục nó lỡ nè. Cục đó giờ chảy máu cái dán băng keo này, dán băng cá nhân này, làm vệ sinh cho nó hết. Đau không em, đau nhất không? Có cái ngủ mà nghiêng qua cái chỗ chày á, rát rát. Rồi một lần cơm em biết ngon không? Thì ăn cơm vẫn được mà ăn thấy biết ngon miệng không? Ăn ngon. Cái cây mà hơi cay rồi cái nó rát. Chày cái một giờ nó là muốn cắn nó luôn rồi nè đó, lâu lâu vẫn hay bị cắn. Một lần mà đi vệ sinh mà không có mẹ ở nhà, tự cởi lấy cây trọt nó xuống vậy nè, rồi bắt đầu nó cạ vậy nè. Trời ơi, vô cái nhà vệ sinh này thôi khỏi nói luôn. Máu không? Máu không, đỏ lét hết luôn. Lấy cây trọt xuống, coi trọt kéo đặng tự đặng kéo quần đặng đi đó. Ừ, chứ cái tay giờ cứ ngắt rồi đâu có. Có cái vòi nước á, cái vòi nước ở trong đó nó đem đưa cái đít nó vô, bắt đầu nó ấy xuống. Trời, mày làm cho nó gãy đó, không có ở nhà mua xả hết hồ nước xuống chết nữa đó. Rồi bắt đầu kéo lên, có bắt đầu lấy cái cây mình gãy lưng nó bắt đầu kéo lên đó. Tay có rút đâu có thẳng ra như mình vậy đó, cái giày thôi nè, tao có chạy đầu được đâu. Giờ, cô là đi giúp việc ở gần đây đúng không ạ? Hiện giờ là đi làm thuê cho người ta, ở trưa phải chạy về. Khổ vậy chị. Một lần đây ba là... ba đâu? Bỏ nó từ nhỏ. Tuổi vậy hả? Bỏ lúc 11 tháng. Vậy là coi như vậy là chị sống nào giờ với mấy cháu, mấy em ở nhà thôi. Nhưng mà trước giờ mọi người ba có liên lạc hay trợ cấp gì cho Tiến không? Hình hồi nhỏ có khối u luôn hả chị? Hồi nhỏ đã bắt đầu xuất hiện rồi, ở mũi rồi. Có. Dạ. Vậy là bé sinh ra là nó bị rồi chị? Lúc 11 tháng là bắt đầu nó mới từ từ nó mới ấy lên. Còn nhỏ là chị thấy những cái mục lấm tấm thôi trên đầu mũi thôi. Cái càng lớn nó càng bự ra, cái lỗ tai cũng vậy. Càng lớn càng bự ra, cái lỗ tai là mổ 3 lần rồi. Và bây giờ thì biết cái bên đây thì mấy ông biết da thì nó không có lên. Còn bên đây là nó lại lên lại nữa rồi. Ba lần bỏ. Rồi em nằm ở nhà đây miết thì buồn không? Bây giờ ví dụ về em có nói chuyện nó thoải mái không? Hay là khi mà nói chuyện với tụi anh á, là cái miệng anh ở đâu? Không, nói chuyện thì bình thường. Bình thường. Bây giờ cái khó khăn nhất của em là đi lại đúng không? Từ đây ra ngồi đầu hẻm được không? Ra đường lớn được không? Dạ đi được, mà đi nhiều quá cái... chân em đứng lâu cũng vậy, mà đi chân em nó bị tê liền do có một cái chân trụ này. Hồi nhỏ mà mọi người kêu em yêu quái với Trương Bạch Giới, lúc đó em tâm em buồn không? Không, thấy kệ cho họ thiếu hiểu biết thôi. Nhưng mà mẹ thì mẹ buồn hồi nãy mẹ tâm sự á. Hình nên là lúc em mấy tuổi? Nó hình như năm 10 này đó, đâu? Ừ, đây nè, thấy hồi nhỏ dễ thương không nè. Mang dài đâu mang dài vậy á. Cười thế, cười nắc nẻ luôn á. Chắc ở nhà đây luôn nè. Nhà mình là nhà tình thương đúng không cô? Nhà này hả? Dạ. Còn kế bên nhà tình thương này là của ai? Nhà tình nghĩa của bà già. À, của mẹ chị. Bà già để cho cháu thích con. Chị hai á hả? Chị hai giống mẹ quá hả? Mấy bà chị thôi chắc lâu quá rồi anh quay lại thăm em, mà bữa nay thì tính không ghé đâu, tại vì đi xuống dưới chùa ở dưới gì ta, ở trong ở đâu anh? À? Chùa Long Hưng ở dưới gần gần đây nè, rồi tụi anh tạt qua thăm em xíu. Chị tưởng cho mượn 1 triệu với chị này, anh xin được 1 triệu từ chị Ngân anh Vinh ở bên Mỹ á, nói thôi không tính mua sữa nó mua và bánh cho gia đình mình, mà mọi người cũng lu bu quá chưa mua, thôi gửi
có gì cô mua ít thực phẩm cho cháu nha. 1 triệu cho em xin. 1 triệu. 1 triệu của bên chị luôn mấy anh, mà cũng gửi chị bên tới xeo vỉa ăn á, thì gửi á. Thì chị cũng biết tên ai, tại vì ở đây không có danh sách để đâu. Chị tưởng tặng cho 1 triệu. Chị tưởng tặng cho em 1 triệu. Anh thì xin anh chị bên Mỹ, chị Ngân anh Vinh 1 triệu. Thôi ráng ăn uống vô nha. Rồi tập vật lý trị liệu á cô, cho nó giãn cơ ra. Nhưng mà cái chân này cũng nên cố gắng đi, chứ đau mà không đi là nó co rút cô. Nó kéo cứ đi như thế này. Đi tới đi lui, đi tới đi lui. Ráng cố gắng đi. Cho nó giãn cơ chính ra. Chính xác là giãn á. Chứ còn nằm với ngồi không là cái chân. Không biết rút luôn còn khổ nữa. Rút cái chân này nguy hiểm. Còn đi rồi còn đỡ. Rồi cái tay vốn là nó bị bệnh rồi, nó không vận động gì nữa, nên là rút nhanh. Ráng cái chân ra nha, chịu khó đi lại. Không thì nằm vậy là tự hoạt động luôn à, dở lên tự hoạt động luôn á. Tại vì cơ mà mình luôn rồi nó hoạt động. Cơ mà chỉ cần 1 tháng mà không hoạt động là bị liệt cơ liền, teo cơ. Bình thường cũng vậy thôi, mình nằm nó cũng bị y. Rồi thôi chắc anh với anh chị rồi đi về nha. Thôi em về chị em nha. Cũng dạ. Gia đình cảm ơn mấy cô mấy chú rất là đỡ cho cháu, an ủi cho nó. Hay là gà mái nuôi con này. Ủa chị ở bên